Doanh thu thương mại điện tử toàn cầu dự kiến sẽ đạt hơn 6.700 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024, tức là tăng trên 35% so với năm nay. Tuy nhiên, thì các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa tận dụng được cơ hội này một cách hiệu quả khi chỉ có 17% sản phẩm trên thương mại điện tử là thương hiệu Việt Nam. Thông tin được đưa ra tại hội thảo về phát triển các mô hình kinh doanh mới trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức vào buổi sáng ngày hôm nay. Đại dịch COVID-19 đã thay đổi đáng kể hành vi tiêu dùng của người dân. Hơn 65% dân số đã mua hàng qua các kênh trực tuyến. Xu hướng số hóa đã và đang tạo ra các mô hình kinh doanh mới như kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử, giúp tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả kinh doanh cao hơn. Cái cái chi phí theo ước tính của chúng tôi thì đối với nông sản thì cái việc giảm thiểu không trung gian có thể cắt giảm chi phí đến 30%. Thì cái 30% này thì nó đem lại lợi ích cả cho người mua lẫn người bán. Người mua có thể là Uh, mua được sản phẩm giá thành tốt hơn và người bán thì có thể có đem lại cái lợi tức uh, lớn hơn cho cái sản phẩm của mình. Các diễn giả cũng nhấn mạnh các mô hình kinh doanh mới phải được xây dựng bắt nguồn từ nhu cầu của thị trường, khắc phục được các bất cập hiện tại. Các công nghệ số như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn sẽ giúp ích nhiều cho quá trình đánh giá, phân tích thị trường. Các doanh nghiệp sẽ phải chú ý đến cái vấn đề về công nghệ. Công nghệ đấy nó chúng ta phải tìm hiểu kỹ các cái công nghệ đấy nó như thế nào, nó khi mà vận dụng vào các cái mô hình kinh doanh mới thì nó có những cái tác động gì tác động về pháp lý tác động về công nghệ tác động về người tiêu dùng và tác động những cái tác động của các đối tác tham gia vào cái nền tảng công nghệ đó Hội thảo cũng chia sẻ những thách thức lớn như áp lực cạnh tranh từ các nền tảng số xuyên biên giới hay những rủi ro pháp lý khi phát triển mô hình kinh doanh mới. Vì thế, các doanh nghiệp kiến nghị cơ quan quản lý cần hoàn thiện hành lang pháp lý bắt kịp với tiến trình số hóa. Trong ngày hôm nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thành Phong, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, chuỗi hội thảo chuyên đề hướng tới diễn đàn cấp cao về cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã diễn ra hai hội thảo với các chủ đề phát triển các mô hình kinh doanh mới và xây dựng chính phủ điện tử tiến tới chính phủ số trong tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Phiên thảo luận chuyên đề năm với chủ đề phát triển các mô hình kinh doanh mới đã tập trung phân tích chia sẻ chuyên sâu, soi qua những vấn đề về bối cảnh và các xu thế lớn của nền kinh tế số trên thế giới, từ đó nhận diện cách tiếp cận mới về các vấn đề phát triển kinh tế số phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Các ý kiến thảo luận và chia sẻ tại diễn đàn đã đề cập đến việc phát triển các nền tảng công nghệ số trong các ngành dịch vụ, bất động sản, gọi xe công nghệ, số hóa nền thương mại nội địa bằng thương mại điện tử, các dịch vụ nội dung số và sự cạnh tranh với các nền tảng số xuyên biên giới. Đây cũng là hướng đi nhằm thúc đẩy sự phục hồi kinh tế hậu Covid-19. Vào chiều nay, Phiên hội thảo chuyên đề 6 với chủ đề xây dựng chính phủ điện tử tiến tới chính phủ số đã diễn ra. Các tham luận đã trao đổi về nội dung chuyển đổi từ chính phủ điện tử sang chính phủ số, từ dịch vụ công trực tuyến sang dịch vụ số, từ sự tham gia của các cơ quan nhà nước thành sự tham gia của nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Các nội dung này sẽ góp phần triển khai xây dựng đề án chủ trương chính sách công nghiệp hóa hiện đại hóa đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 do Ban Kinh tế Trung ương thực hiện trình Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 vào tháng 10 năm 2022.